Hello các anh em, khi mà nhắc đến núi Hương Bạc Hà thì đa phần chúng ta đều có một cảm nhận đó là một mùi hương rất là mát mẻ và dễ chịu. Nó giống như việc mà chúng ta đang ở trong một khung cảnh rất là rộng lớn, ở nơi đó thì không khí nó trong lành, mát lạnh, có cơn gió thoảng qua, có mặt hồ, có cây xanh, nói chung là rất là thư thái và dễ chịu đó. Và nếu có một em chân dài ở cùng thì nhưng mà không sao, đấy là một cái câu chuyện khác. Còn trong cái chủ đề video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến các anh em 5 chai nước hoa Bạc Hà có nốt hương Bạc Hà. Và đối với mình cảm nhận rằng đấy là những chai mà đáng giá với cái số tiền của chúng ta sẽ bỏ ra để sở hữu. Mình không nói rằng đây là 5 chai tốt nhất, là ngon nhất, là best nhất, nhưng mình nghĩ rằng nó đáng giá để chúng ta sở hữu đó. Và nếu như các anh em có lần đầu xem video này của mình thì mình rất hy vọng mọi người bấm like và subscribe để chúng ta có thể gặp lại nhau được nhiều hơn. Còn bây giờ, hãy ngồi thư giãn và xem video của mình nhé. Ok. Chai nước hoa đầu tiên mà mình muốn giới thiệu đến ở đây đó là một sản phẩm có một cái tên hoàn toàn đối ngược với cái mùi hương của nó. Chai nước hoa có tên Dirty. Nếu mà tạm dịch thì gọi là nó không được sạch sẽ cho lắm. Nhưng đây là một chai nước hoa có nốt hương là Bạc Hà. Với cảm nhận của mình khi mà mới mở nắp ra thì mùi hương của chai nước hoa này rất là giống với kem đánh răng mà chúng ta anh em hay sử dụng hàng ngày. Và khi mà mình xịt thì đối với mình đây là một trong những chai nước hoa mà gọi là thuần mùi Bạc Hà. Với mùi hương có gọi là gần như là 90% là giống với mùi Bạc Hà, rất là thanh mát và dễ chịu. Thì mình thấy rằng chai nước hoa này rất hợp sử dụng trong môi trường hẹp là một đó. Còn chúng ta có thể sử dụng trong môi trường văn phòng là mình cảm thấy rất là hợp, bởi vì với một cái tông mùi Bạc Hà mát mẻ dễ chịu, sử dụng trong một cái phạm vi không gian hẹp thì rất hợp lý. Còn lại ví dụ như chúng ta muốn một cái mùi hương mà để tạo một cái ấn tượng để mà đi cà phê, đi gặp gỡ hay một cái gì đấy thì Dirty nó không phải là một dạng mùi hương như thế. Chai nước hoa này hoàn toàn là dùng một cái dạng như kiểu hàng ngày ấy, một cái sinh hoạt hàng ngày bình thường, nếu như mà chúng ta không cần phải có một cái điểm nhấn nó quá là cần thiết thì Dirty với mùi hương Bạc Hà sẽ là sản phẩm cho các anh em cần tham khảo đó. Chai nước hoa tiếp theo đó là một sản phẩm của nhà Guerlain và nó có tên Homer. Đây là một mùi hương được lấy cảm hứng theo một cái ly cocktail, theo như mình nhớ là như thế. Và đối với mình đây là một trong những chai nước hoa rất thích hợp cho các anh em nào có một phong cách trầm tính, điềm đạm và cái suy nghĩ nó hơi hướng gọi là hơi cổ điển một chút, thì Guerlain Homer này rất là hợp. Nó giống như kiểu là video ta là của nhau ấy, kiểu như thế. Nghĩa là anh em nào mà ít nói, điềm đạm, trầm tính thì cứ auto mà lựa Guerlain Homer là xịt phát là cực kỳ là hợp. Bên cạnh những cái chai nước hoa khác ví dụ như Encarnacion cũng rất là thích hợp cho các anh em phong cách như thế, thì Guerlain Homer cũng là một trong những sự lựa chọn rất là thú vị. Do vậy ở vị trí thứ tư thì một mùi hương Bạc Hà của nhà Guerlain có tên là Homer rất là hay. Chai này thật sự là rất là hay, anh em nào mà chưa được ngửi thì hơi phí đó. Ở vị trí số 3 đó lại là một sản phẩm của nhà Guerlain và nó có tên Lone Idea Cool. Đây là một trong sản phẩm của line Lone Idea có thể gọi là được mình đánh giá rất là cao. Vẫn là một cái tông mùi hạnh nhân đó, vẫn là cái nốt mùi hạnh nhân gọi là gần như là cơ bản của cái line nước hoa này. Nhưng ở chai nước hoa này thì nó có một khác một chút, đó là sử dụng nốt hương Bạc Hà mix cùng hạnh nhân. Về cơ bản thì vẫn là một cái tông mùi rất là lịch sự đó, vẫn là cái tông mùi rất là nam tính lịch sự của Guerlain Lone Idea. Mặc dù chai nước hoa này mùi hương của nó có thêm Bạc Hà thì khi mà chúng ta xịt chúng ta sẽ cảm thấy một cái gì đấy nó tươi trẻ hơn, nó mới lạ hơn so với những cái chai nước hoa khác thuộc cái line này. Nhưng vẫn là một cái style mùi giống như kiểu là dù có thay đổi nguyên liệu như thế nào thì ở chai nước hoa này chúng ta sẽ vẫn thấy những cái style cơ bản của cách pha mùi của nhà Guerlain. Do vậy vẫn là một anh em nào mà chúng ta lịch sự, nam tính và giống như kiểu phong cách ăn mặc một kiểu sơ mi quần nâu thì chọn chai nước hoa này xịt vào mùa hè thì không phải nói
đến công sở và xịt chai này thì vào, thì mình nghĩ rằng ai nghĩ là chúng ta là trưởng phòng hay là trợ lý, chứ không nghĩ chúng ta là nhân viên. Đấy là mình nghĩ thế. Ok, ở vị trí số 3, Kẹt Lăng Lôm Idea Cool cũng là một chai nước hoa đáng để chúng ta tham khảo đó. Ở vị trí số 2, đó là một sản phẩm của một nhà nước hoa có thể gọi được khá nhiều những cái mùi hương gọi là hơi bị khác người đó. Ví dụ như là mùi tinh trùng này, rồi một cái mùi 69 kiểu như thế. Nhưng với You or Someone Like You thì lại là một cái câu chuyện khác. Với một cái tông bạc hà kết hợp cùng với nốt green. Nốt green ở đây thì các anh em khi mà ngửi của chúng ta có thể cảm thấy nó giống như kiểu là cái mùi của cỏ này, mùi của xương, đại khái một cái mùi ban mai trong lành của cây hoa lá cành kiểu như thế. Và nó mix cùng với bạc hà tạo nên một cái tông mùi rất rất là phê. Phải thật sự là ở chai nước hoa này, mình nghĩ rằng rất rất hiếm người chê bai chai nước hoa này, bởi vì nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là nịnh mũi và dễ sử dụng. Nó khác hoàn toàn với ví dụ như là Charlotte. Chai nước hoa này thì mình nói thật là 10 người thì đến 9 người chỉ muốn đập nát nó đi, bởi vì với cái tông mùi hoa của nó giống như kiểu là cái thum thủm, khó ngửi lắm. Chai này không ai, không phải là ai cũng chịu được cái mùi hương này, nhưng mà mình thì mình lại thích cái vanilla dry down của nó đó. Thì ở chai You Or Someone Like You này thì nhà nước hoa này lại tự nhiên lại gọi là thân thiện một cách gọi là đáng ngạc nhiên, thực sự là như thế. Nói chung là với chai You Or Someone Like You này chúng ta xịt thì mình nghĩ rằng là kể cả không ấn tượng thì cũng không ai chê bai mùi hương của chai nước hoa này đó. Ở vị trí số 2, một sản phẩm của nhà, nói chung là cái nhà là tên khó đọc, Italy the Orange đó, You Or Someone Like You. Chai nước hoa cuối cùng đó là một sản phẩm của nhà Thierry Mugler Treatment. Chai nước hoa này hiện nay thì phải nói là khá là khó tìm đó. Mình nghĩ rằng là ở Việt Nam thì hơi khó, còn ở các nước bạn ở bển ấy thì nếu mà các anh em chịu khó thì chúng ta sẽ vẫn tìm được hàng mà thôi. Nói về mùi hương của chai nước hoa này thì nó không hẳn, đối với mình nó không hẳn là thuần 100% bạc hà, mà nó có hoắc hương một chút này và một chút ngọt. Dù sao thì ở chai nước hoa này nó vẫn mang một cái phong cách mùi đặc trưng của cái line Amen. Amen thì phải, Thierry Mugler. Có khi mà chúng ta xịt thì chúng ta sẽ vẫn cảm thấy một chút ở đâu đó, ví dụ như Paul Havan hay Paul March, cái phong cách pha mùi ấy nó vẫn ở một cái gì đấy, một cái lúc nào đấy chúng ta cảm nhận là nó na ná. Do vậy mình thấy rằng đây là một chai nước hoa, ngoài Havan này, Paul March đó, thì Cryptomin này cũng rất xứng đáng để chúng ta sở hữu, mặc dù bây giờ hiện tại là nó hơi khó tìm. Dù sao thì cái của ngon bao giờ cũng khó, chứ nếu mà dễ thì mình nghĩ rằng các anh em lại cảm thấy là nó bình thường kiểu như thế. Do vậy nếu mà chúng ta có quen ai mà tìm hàng hiếc ấy, thì cố gắng tìm thử chai nước hoa này xem là liệu có thể sở hữu hay không. Ok, video của mình đến đây là hết. Rất hy vọng các anh em cảm thấy là nó giúp ích được cho mọi người nếu chúng ta đang cần tìm một chai nước hoa có sử dụng nốt bạc hà. Còn bây giờ anh em mình tạm thời bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.